Mai em ơi, vào lúc tầm 5 5 6 giờ sáng thì sẽ có một bản cập nhật cực kỳ là thay đổi nhiều luôn ở meta này. Thì chúng ta cùng xem Butter hôm về sao rồi. Ân đoạn nghỉ tiệc rồi. Butter lấy lại nít rồi nhá. Hôm nay anh chơi nít anh. Hello Đức Mạnh nhá. Thì chúng ta cùng xem thử bản cập nhật hôm nay có cái gì anh em nhé. Nếu mà anh em lười xem, lười đọc á thì chúng ta thì anh em đã đến đúng đúng với kênh rồi á. Tại vì kênh này á kênh chuyên Anh ha. Hello Minh Đức nha. Điện thoại cười dữ sao. Ấy á, đâu đâu đâu. Để đó. Đợi khi nào ra iPhone 15 anh mua cái iPhone 8 cái. Anh em nhìn có thể thấy một bên búp khá là nhiều luôn. Một bên nớp khá là nhiều luôn. Và cũng có những loại được thêm, những loại được xóa. Thì xem lẻ đi nhờ. Không cần phải nói nhiều, chúng ta xem lẻ luôn đi. Búp thì chúng ta có thể thấy ở đây có ấn admin. Admin được búp này. Thần giáp được búp này. Lulu được búp này, Malphite được lớp búp này, Fiora được búp này, LeBlanc được búp này. Anh em để ý những con được búp nhé. Auronsson được búp này, Soraka được búp này, Talia được búp này, Zed được búp này. Lulu, Malphite, Fiora, LeBlanc, Auronsson, Soraka, Talia, 7 con phép. Mỗi một con Zed là đem tay được búp thôi. Thì anh em biết là meta sau phải chơi cái gì rồi đó. Phải chơi gì đó. Và vấn đề thầy đây, thầy cũng nói đây. Lõi thay đổi về ấn này, thay đổi về lối riêng này, các loại liên quan tới siêu công nghệ được búp đấy, các loại liên quan tới siêu công nghệ được búp, cái này là cái gì, tụ điện được búp một tí, Gadgetin có thêm một cái gọi là hết trái tim thần đồng, xóa hình như là sẽ xóa ấn thần đồng thêm trái tim thần đồng, mình nhớ là vậy. Maia được búp, huyết kiếm thay đổi này, cốc thay đổi này, hai kiếm thay đổi này, thú tượng thay đổi này, quỷ thương thay đổi này, áo choàng thay đổi này, dây kia thay đổi này, đấy, bàn tay thay đổi này, lõi của các tướng này thay đổi này, thì chúng ta kéo xuống đi, kéo xuống thử coi cái gì, xem thử có cái những cái gì thay đổi. Wow, bản cập nhật sau anh em ơi, Ari hơi tốn tiền nhá, Chibi Star Garden Ari à, đẹp thế nhờ, anh em nào mà có người yêu á, hoặc là có crush á, mà chưa đổ được á thì nên là mua và tặng gấp con này đi, theo một cái lời khuyên gọi là từ những người là có người yêu đấy, nên là mua con này và tặng đi và cu rớt đi thật đấy. Chết meta làm gì để rồi áo top mà phải chết đấy. Và hai con Ari anh em ơi, Ari bình thường và Ari Ari về bên tinh tú. Wow, những cái ông F3 thì lẹ cái tay lên ha, trẻ bộ ngạc nhiên à, hơi công nghiệp nhờ, hơi công nghiệp nhờ. Ê, sao lát vậy, cái hiện này, cái hình này không hiện nữa. Ừ, nói chung là đây mấy con bình thường thôi, quan trọng là Ari á. Quay lại được cũng vậy, từ anh em đang hơi lát, đang hơi lát thôi, chúng ta đối với những thay đổi đi nhờ. Skin thì mai em tự 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 nạp tiền, tự ngẫm ngẫm nghĩ nhá. Skin thì mình không dám đụng đến đâu. Ừ, quay nghe dễ chân à, bày yếu chú là chân mới ra đây rồi à, cháu xin nha à. Nợ tiếp đấy, tặng anh xóa được một đêm với anh. Ê, một tí mai còn tên mở trứng không, mở khi nào ra Ari không. Tới với những cái thay đổi thì chúng ta tới với những tiếng Anh, thì hôm nay chúng ta mình sẽ cho anh em gọi là vừa học tiếng Anh với mình và vừa học xem thử meta mới có gì luôn. Thì mời có mình có thẩm tới một ông thầy về tiếng Anh anh em, để có thể dịch thuật chúng ta ấy. Thì chúng ta để mình dịch thì nó sẽ chuẩn chỉ hơn, nhưng mà để thầy dịch đi coi thử, thầy dịch như nào, thì chúng ta mời tới với thầy Butter nhé. Rồi dịch đi thầy ơi. Alo. Thầy ơi. Thầy Butter ơi. Alo. Chúng ta tới với những thay đổi luôn đi. Thì system change này. Thầy dịch cho em cái đoạn này với thầy ơi. Ok, thì trước tiên là sẽ điều chỉnh về sát thương của linh thú, có nghĩa là sát thương của người chơi. Thì Ok. nguyên cái đoạn đó thì tóm gọn lại là khi mà thua một trận đấu mà mình thua nhiều hơn 5 unit trên bàn cờ thì sát thương của linh thú sẽ được trừ đi một, là mình sẽ đỡ tốn một máu nếu mình bị thua đồng. Giảm sát thương vào đầu game đúng không? Ở 300 đúng không? Không. Không, từ từ 300 trở đi, từ 300 trở đi. Ở 300 chữ đi anh em, khi mà anh em thua 5 hoặc là nhiều chết hơn thì nó sẽ được giảm đi một đấy. Thầy ác chưa, thầy ác chưa, tiếp theo thầy ơi. Component anvil là gì thầy? Component là đồ đúng không? Anvil là gì?
Anvil là cái gì? Là Anvil lịch à? Anvil là cái vòng mà anh pick đồ ấy, cái vòng mà rớt cái mạnh, rớt cái hộp đồ. À, vòng lấy đồ đúng không? We giving component anvil more choice to avoid the possibility to your offer 3 component that just don't make sense with your com. Rồi thầy dịch câu đó đi. Bây giờ anh dịch nguyên cái đó luôn đúng không? Đúng rồi. Tại anh cũng hiểu sơ thì... dịch cho mọi người hiểu chứ anh không hiểu rồi. Thì ấy là để tránh khả năng mà rơi ra 3 mảnh đồ mà mình không cần thiết với cái com của mình đó, với cái đội hình của mình đó. Thì bây giờ từ 3 mảnh đồ sẽ cho 4 mảnh đồ. 4 mảnh đồ? Phải không? Có thấy số 4 đâu? Số 4 ở dưới kìa mát. Bây giờ đầu game có 4 mảnh đồ anh em. Không, mấy cái round mà anh đánh quái khủng á, ví dụ đánh Ugot, đánh Son á, thì thay vì cái hộp mà anh lụm là có 3 mảnh thôi đúng không? Thì bây giờ nó sẽ là 4 mảnh. Tiếp. Hết hồn. Adding one more component of poison is a way bigger chain that than you might think. It is no longer possible to have all offering be completely defensive, nor is it possible to get offer or magic damage component or physical damage component. Cái đoạn này đơn giản không cần dịch luôn á. In order world, you should almost always have a viable path forward with component anvil. Hình như đoạn này đơn giản quá anh em nhờ. Chắc là mình để Butter dịch đi chứ đoạn này mình dịch thì nó dễ quá. Butter dịch nó mà đoạn này quá. Ok thì bây giờ ấy là cái hộp đồ nó sẽ thông minh một xíu là thay vì tránh cái trường hợp mà nó cho cả 3 mảnh đồ công và hoặc là 3 mảnh đồ thủ thì anh sẽ bị lệch đồ đúng không? Bây giờ thì người ta canh lại cái lại fit cái tỷ lệ rơi đồ đúng không? Đúng rồi. Nó sẽ trung hòa giữa hai mảnh đam và hai mảnh thủ. Ok anh em ơi, để ý nhá. Để ý ở cái đoạn này nè, đó là sẽ là rơi 4 mảnh đồ và nó sẽ fix lại tỷ lệ rơi đồ cho anh em. Nghĩa là anh em sẽ không bị trùng đồ nhiều nữa. Nói chung là mình thấy cái này cũng fix cũng hên xui á. Tại vì đồ nó rơi là đồ là may mắn mà. Mình thấy vẫn bị trùng đồ nhiều nhưng mà mong là meta mới thì sẽ đồ sẽ đẹp hơn. Early game go distribution. Cái này là fix về tỷ lệ rơi vàng đúng không hay là gì? Rơi vàng vào đầu game thì kiểu mọi người hay bị một cái tình trạng là kiểu như đánh cái round lính đó, nó lâu quá. Đúng rồi, đúng rồi. Những con lính nó chết thì nó mới rơi vàng đúng không? Đúng rồi. Mọi người nhặt vàng không kịp đó, thì sẽ không mua kịp những cửa hàng. Nên là reflex test gating ability to limit early game. Hình như nó làm cho vàng rớt lên ở con quái đầu tiên chết luôn. Dạ đúng. Đúng rồi. The final minion of grip. Cái con cuối cùng sẽ không giữ tiền nữa. Đấy. Đúng rồi. This is a buff. Anh em hiểu không? Nghĩa là á, thường anh em đánh ra quái á, thì cái con quái cuối cùng á, không phải thường nhá, thì có lúc con quái cuối cùng mới là con cầm tiền đúng không anh em? Thì bây giờ nó fit lại thì cái con quái cuối cùng không cầm tiền nữa, sẽ là con gái đầu tiên hoặc con quái thứ hai đúng không? Thực nói chung là nó sẽ cho anh em rơi vàng sớm để anh em còn xử lý, anh em mua tướng, anh em bán tướng. Đấy. Ở những rau đầu nhé, 3 rau đầu nhé, kiểu rơi 3 mảnh đồ xong rơi tiền đó. Đấy, cái rau rơi tiền đấy. Nói chung nó fit lại được cái rau rơi tiền luôn. Mình thấy nó là hợp lý á. Tại vì mình cũng bị nhiều trường hợp là mua tướng không kịp hoặc là kiểu mình xếp bài sao á xong mình giết không được nhanh á. Còn 7 đoạn đối thủ thì là giết quá nhanh quá xong rồi mình vừa mới rớt tướng ra xong mình không kịp bán mua tướng ở dưới. Nhiều khi rơi đảo chích xong mình lỡ thanh bán luôn. Tiếp theo tới với thay đổi lớn anh em, tới với những thay đổi lớn nhé. Thì chúng ta có thay đổi thứ nhất về tập hệ, đó là admin. Butter có thể nói sơ về cái phần này đúng không? Tại vì anh đọc tiếng Anh nó hơi mệt á. Ok. À, hình như là for gì đấy. For gì đấy. Nói chung là cái phần thông số thì nó là ở dưới mấy cái dấu chấm á. Còn ở trên là kiểu người ta dùng. Anh nghĩ là nó fit 4 admin đúng không? For has suffer across the board này. Nói chung là admin bị fit anh em ơi. Admin bị fit. New này. Admin 4 now boost or by 30%. Là tất cả các boost của admin ở mốc 4 đều sẽ là 30% hết.
còn các cái tỷ lệ khác của admin đều bị giảm. Nói chung admin ở meta meta vừa rồi á bị mạnh quá anh em, bị mạnh quá, cho nên họ phải giảm bớt một tí, nói chung là không nhiều, giảm bớt một tí. Hello Vinh nha, hello Dương Hoàng Lạc nha. Mắc gì không làm bài tiếng Việt à? Trời ơi, người ta đọc bài tiếng Anh nó mới gọi là đưa ra tầm thế giới. Cái clip này còn đưa ra đăng YouTube, đăng lên thế giới nữa. Đâu phải là chỉ ở Việt Nam đâu. Gadgetin này. Đây là đoạn thay đổi về mắt Gadgetin này anh em. Gadgetin Sabrine Lot Rabbit Fire Cannon has been removed and replaced with Gadgetin Titan Resolve. Titan Resolve này như là cái quyền năng đúng không? Đúng rồi. Cái quyền năng nghĩa là cái đà bác sẽ thay bằng cái quyền năng anh em. Mai cập nhật nha Xuân Dũng nha. Gadgetin này thì cái đà bác ánh sáng, cái đà bác của Gadget anh em, thì cái đà bác của bọn thần đồng á sẽ bị xóa luôn. Nghĩa là đà thần đồng, kiểu thần đồng mà toàn nắm phép cho ra cái đà bác phế vật quá, cho nên họ quyết định là cho thêm cái quyền năng mình thấy hợp lý. Gadgetin Titan Soul sẽ được cái gì? Đó là 2% attack damage, 2% sức mạnh thuật, 2% tốc đánh. Đấy. Hacker. The hacked unit will now target the closest enemy on the battle. Ê, nó sửa lại cái hacker này. Ê, sửa lại cái tin tặc này mình thấy hay đấy chứ anh em. Tại vì nhiều lúc nhá mình xếp con tin tặc hợp lý rồi, nhưng mà nó nhảy ra sau á, nó không đánh cái con tướng mình muốn cơ. Nó sẽ đánh đúng target the kẻ thù, kẻ địch gần nhất hơn là đánh cái kẻ địch mà thấp máu nhất. Đấy. Tin tặc được sửa cái lỗi đó anh em. Nghĩa là giờ anh em xếp tin tặc chuẩn chỉ là lụm đấy à. Hacker buffet unit will no longer attempt to target the Hackerim à. Nghĩa là tướng bây giờ không đánh con Hackerim nữa đúng không? Cái này bị cái lỗi mà. Có cái lỗi, nói chung là cái này có cái lỗi của ấy anh em. Cái lỗi của con Hackerim khi mà nhảy ra sau á, con Hackerim bị lỗi á. This should prevent. Cái này có thể làm giảm cái con tướng prevent là cái gì? Giảm đúng không? Giảm con tướng Bastin là cái gì? Ý là nó đang có cái lỗi là kiểu mấy con tướng nó sẽ target vô con ngựa. Đúng rồi. Nói chung là vậy đúng không? Ok. Chúng gỡ so top 6 trên 16 giải tháng 4 rồi. Ok Cường Hoàng ơi. Top 1 với top 6 trên 16 nó chi nhục nhẽ vậy. Phải top 1. Mecha Bright được tăng một tí sức mạnh thuật ở mob 5 à? Mob 5. Sushop bonus attack bị giảm rất là nhiều. Tháng 4 giờ lấy 6 người á. Hỏng rồi. Thế cơ hội nào cho mình đây? Sushop nè. Samira, goodbye Samira anh em. 8 trên 20 mỗi giây thành 6 trên 16%. Nhiều á, mình thấy nhiều á. Mình thấy nhiều luôn á. Last chance à, không có gì là last chance Cường Hoàng ơi. Cơ hội còn đây. Làm huấn luyện viên vậy. Anh em để ý nha, xạ kích bị nớp nha, thì sao? Xạ kích thì nớp, bị nớp thì chơi bài gì? Anh em đang băn khoăn đúng không? Thì đọc với mình xuống dưới nhá. With gun blank bin. Cái loại này là loại bắt đầu với những cái loại về tướng 1 tiền đi. Thì đây là loại Lulu đúng không? Loại siêu tăng trưởng đúng không? Lulu Glitterland. Glitterland là tăng trưởng à? Cái lõi Lulu này hình như là lõi Lulu kia. Lulu kia. Lulu chi đồ à đúng không? Chi đồ đúng không? Được bóp một tí anh em. 260 thành 270, 390 thành 405, 580 thành 605. Galio Altamaway. Cái lõi này phải ở Galio mà khỏe không? Hút phát được siêu này. Lõi đó là lõi bóp như tím. Lõi này lõi bóp à. Altamaway. Được bóp một tí. Lõi một tiền có hai lõi được bóp một tí. Gun Blank Chao Bifire No Longer Clean Crowd Control Open Cut. Là lõi con gun lan bắn 1 được 2 đúng không? Ở đâu? Phải đó, có phải bắn 1 được 2 của nó là cái gì nhỉ? Đúng, không, cái đó là lõi bắn 1 được 2 á. Sẽ không gì? Hay là gun lan thắt tiền ta? Tại mấy lần nó dịch xe quá. Sẽ không clean đám đông à? Không phải, ý là nó đang con game plan đang bị kiểu nó xài nó cách chiêu xong là nó giải hiệu ứng luôn á. Ok. Dragon Jaw là CC á, Dragon Jaw. Không giải hiệu ứng luôn. Ok. Tới với loại 2 tiền anh em thì con Lee Sin.
Con Ly xin lỗi, đã bị sửa rồi nhá anh em nhá, đừng có spam nữa chứ. Đừng có spam nữa nhá. Ly xin bị sửa rồi này. Malphite bị giảm máu này. Nhưng mà Malphite là được tăng đam, nhưng mà chả quan trọng, chả quan tâm cái này hết. Nói chung là cái lõi hai tiền này mình thấy búp hay sửa gì chả quan trọng. Tại mấy con hai tiền này cũng phế phế. Nói chung là con Ly xin bị ấy rồi. Bị sửa rồi. Mình cũng không chơi giỏi cái bài Ly xin này, như anh em thấy rồi đó, hôm qua mình có chơi hai trận á. Cho nên nó sửa hay không thì mình cũng không quan tâm. Tấm lõi 3 tiền đi. Tấm lõi 3 tiền đi. We are fixing a bup that impact the way hit spell scale with ability power over the count of a fight. And in doing so giving him a last bup. So as to not return up to the bat before that. We are shipping a seeable. Sao đọc luôn một chàng không hiểu gì ta. Hình như là con giác này bị đem AB nhiều quá đúng không? Búp gì đem AB nhiều quá đúng không? Nói chung là 3 tiền thì con dắt được dắt bị giảm đam á anh em. Nhìn này, dắt em bắt strike này. Cái lỗi mà lỗi con dắt á bị giảm đam này, 110, 80 hay 125 này. Cái xa cái đó đem tay mà, dắt giảm đam tay. Cái lỗi con đang dắt. Just buff it all spell damage now probably update with AB chain during the fight. Nghĩa là á, có thật sự là đọc hiểu không mà không hiểu mới mời thầy vào chứ má. Kai'Sa star attack speed. Kai'Sa buff ở móc 1. Nhưng mà móc 1 2 3 như nhau. Thì bài Kai'Sa mình thấy yếu anh em, tại vì chả ai chơi Kai'Sa 1 cả. 1 2 3 như nhau. Mà họ búp móc 1 lên được tí xong rồi 3 móc bằng chỉ số nhau anh em. 45 hết này, tóc đánh á. Thì chả chơi à. Li Blanc bị giảm đam ở 1 sao. Skill của nó giờ có tương tác với chỉ số B mạnh hơn. Ok. Hiểu nhau Vinh nha, chú hiểu rồi đó. Nghĩa là con dắt này sẽ skill với AB nhiều hơn, cho cầm được càng nhiều phép càng tốt luôn. Hợp lý. Còn Li Blanc 1 sao bị giảm 10 đam, nhưng mà 2 sao với 3 sao thì mạnh hơn một tí, hơn 5 đam. Không nhiều. Còn cái này là gì đây? Sigil là gì Butter? Cái này cái trưởng, cục trưởng của nó đúng không? Đúng rồi. Nói chung là Li Blanc được búp thì đây là những cái đam với cả cái quả cầu mà nó tung ra này được tăng thêm. Đây, đam cũng được tăng thêm rất là nhiều. Thì bài mình và bảo ở status đấy. Thì bài phép ở meta sau khá là mạnh anh em. Búp toàn 7 con phép mà, anh em. Này. Liblang búp quá trời búp luôn. Bài Liblang 3 chơi được, thậm chí là cầm Liblang 2 lên 9 luôn á chứ. Tớ mới thay đổi về tướng 4 tiền đi. It's a time to scrub the bot with a method sour. Cái gì đi tắm này, sour đấy. With the exception of BFS. À, BFS bị nớp. Đọc tới đây là biết BFS bị nớp luôn. Thề. Auron Soul tăng 10 đam. Ở móc 1 sao tăng 25 đam. 25 không? Ê, 15 đam. 15 đam ở 2 sao. 15 đam ở 3 sao. BFS đam vật lý bị giảm. BFS đam vật lý bị giảm anh em nhé. BFS Dash Selection Improve. BFS E Less Likely to Run It Down. Là sao anh em? Là sao Butter? Là con BFS này sẽ không được gì? Nó được cải thiện cái khả năng mà lướt với lại chọn tiêu. Ok. BFS được cải thiện AI. Soraka được tăng đam này. Soraka chưa đủ mạnh à? Hỏng rồi, meta sau meta có em chè rồi. Meta sau admin được búp rất là nhiều. Soraka và Liblang luôn cơ. Talia được tăng 5 đam. 1 sao tăng 15 đam ở 2 sao. Z được tăng đam. Ơi tăng máu. Được, tăng đam. Này loại Z đúng không? Hai loại Z đều được tăng. Nói chung là con Z được búp thì bài xong đấu mình nghĩ là trở lại mạnh mẽ. Tính ra là meta vừa rồi cũng ít người đánh xong đấu chứ nên toàn là đánh quân cảnh với cả Samira. Thì mình thấy meta này con Z khỏe luôn, tại vì nó được búp lên tầm 1000 máu với thêm rất là nhiều đam.
đối với thay đổi về tướng 5 tiền thì chúng ta có thể thấy Aphelios súng tím được búp súng tím được búp, súng xanh bị nớp, súng đỏ được búp. Búp cái gì thì mai anh em trải nghiệm nhá, nhớ cho mình nhá. Súng tím được búp, chỉ có súng xanh là anh em hay xài meta này đúng không, thì nó bị nớp rồi, bị nớp một tí, nhưng mình nghĩ khi là AP2 thì nó cũng gì á, là AP2 thì nó vẫn mạnh á. U God bị nớp này, 1.001 máu còn 1.000 máu, dép kháng thép từ 50 tới 40 không đáng kể lắm, nhưng cái máu này nhiều á, chậm máu nhiều đó, nhưng mà nó vẫn lỗi tại vì con U God là chủ yếu là hát tiền mà, U God chủ yếu hát tiền hát đồ mà. Còn cái này U God Undertale Mad Hell Percent Ugot đem theo phần trăm máu sẽ không còn là 10%, 15 nữa mà còn 58, nói chung là còn nhé. Ugot bị giảm máu dép với cả đem luôn. Ừ. Tới mới thay đổi về tướng, hay nhầm về đồ thì cái huyết kiếm. Huyết kiếm được búp này anh em, búp nhiều luôn chứ. 10% attack đem thành 20%. Bàn tay mana khởi đầu 30 mana. Cái gì thế 30 mana khởi đầu quá. Hai kiếm 66% đem cộng thêm 66% đem thú tượng khởi đầu với 30 dép và kháng phép đúng không. Bàn tay cái này là gì đây, cái này là hút máu của bàn tay này anh em. Cái bàn tay meta sau ngon anh em ơi, bàn tay meta sau ngon 10% lên 15% lận. Kiếm súng thì giảm bớt đi độ hút máu một tí còn 3%, nói chung là mình thấy vẫn là ngon. Còn Moreno thì khi anh em lắp Moreno thì tướng cầm thì sẽ được 25 sức mạnh phép thuật thay vì 20. Còn cái băng dép thì được 45 dép khởi đầu, 45 mana khởi đầu. Áo choàng thì được tăng 10 kháng phép. Dép lửa bị nớp anh em ơi. Dép lửa bị nớp 50 máu. Dây ke bị được tăng 100 máu. Còn lõi về tướng đây. Còn đây thay đổi về lõi. Lõi AC tăng 5%, lõi AC lõi bắn nhanh đúng không? Laser focus attack speed này. Lõi blitz run từ 300 máu. Lõi blitz mà kéo quá. Từ 300 lên 400 máu. Ê được, ngon. Gun blank carry lõi gun blank bắn 1 được 2 á thì bị nớp một tí anh em, 10%. Lulu siêu tăng trưởng đúng không? Ở đâu? Ừ đúng rồi, Lulu siêu tăng trưởng này thì bị nớp. Còn Lulu, nói chung là hai cái lõi Lulu bị nớp luôn. Siêu tăng trưởng và cả cái lắp đồ cho team đều bị nớp. Nasus được búp nhá. Ê, lõi Nasus được búp nhá. Admin chọn gì thì mạnh á, chọn cái hát tiền cái đất lượng thôi. Bobby bị nớp, Renekton bị nớp luôn. Một tiền bị nớp khá nhiều, Silas bị nớp, Camille bị nớp, Mafia bị nớp. Ê, Mafia được búp này. Nhầm, được búp em ơi. Yeso lõi này bị nớp, ok. Cái lõi mà Yeso độc hành em. Sao chú bảo không like phết bị bà đâu, chú like một tí rồi chú sang YouTube này. Nila. Con Nila lại được búp anh em ơi. Nila được búp từ 40 lên 45 sức mạnh phép thuật. Kháng hiệu ứng. Ê, con Nila meta sao khỏe vậy? Mà anh em biết Nila khỏe thì đánh bài gì không anh em? Đố ông nào biết đấy, đố ông nào biết Nila khỏe đánh bài gì đấy. Nila khỏe nhá. Sức mạnh phép thuật nhiều. Cái lõi mà hiệu ứng cho đám đông á, từ 4 tướng lên 5 tướng cơ. Rồi kháng hiệu ứng tới tận 30 giây là tới overtime luôn còn gì nữa. Con Nila thì khỏe điên. Này anh em, khỏe điên. Riven tạo dép thì còn 15% máu luôn. Riven này Sona Undercut Rock Undercurrent Alive. Ê, con Sona khùng điên này. Anh em biết cái loại Sona mà búp mana cho hai tướng đồng minh gần nhất không? Anh em biết cái loại đó không? Bây giờ nó búp cho ba con. Ê phế VL, anh em biết meta sau phải chơi gì đó, mình nghĩ là meta sau Yumi trỗi dậy anh em ơi. Một lobby sẽ có tận 2 nhà Yumi, thậm chí là 3 nhà không? Trong đó có mình. Sona búp mana cho 3 con nhá.
Vayner Resort cái này giảm là đúng rồi. Cái này giảm là đúng rồi. Velcot được tăng đam. Hai lõi Velcot. Hai lõi Velcot đã được búp anh em. Một cái lõi CC tới tận 10 giây. Ê, một cái lõi 400% đam. Yoi double bubble được búp. Yoi được búp. Hai lõi Yoi được búp. Hai lõi Velcot được búp. Thì anh em biết chơi cái bài gì không? Đố anh em biết luôn á. Cho anh em hai dữ kiện nhé. Hai lõi Yoi được búp, hai lõi Velcot được búp. Ông nào nói đúng được chơi bài gì đó. Ông nào nghĩ được ra chơi cái bài gì đó. Để mà chơi meta sâu lên. Thách anh em biết luôn á. Từ để mình bật cái ấy lên cái. Thích thể hiện trình độ tiếng Anh à? Đâu. Đọc tiếng Anh cho nó quen đi. Sau này anh còn đánh thế giới nữa. Anh đánh thế giới các kiểu nữa thì anh còn quen. Giờ anh phải tập nói tiếng Anh dần đi. Tháng 4 anh đánh, tháng 4, tháng 6 anh đánh thế giới rồi. Đạo chích là không phải đạo chích anh em ơi. Vô ý hỏa. Vô ý hiểm hỏa. Hôm qua mình có làm một bài vô ý hỏa xím top 1, khỏe vãi. Nhưng mà mai được búp thì chắc là mình spam tới chết quá. Auronson được búp này. Echo được búp này. Midfall. Make it rain stay 3. Nghĩa là không còn 10 vàng nữa mà còn 8 vàng. Không cho 10 vàng nữa cho 8 vàng. Sioni. Sioni được búp cái lõi mà Sioni sau khi anti xong á. Sioni sau khi anti xong á thì kẻ team gây thêm 20% đam thì nó tăng lên tận 33%. Tăng nhiều á, tăng gần một nửa. Lõi Z, hai lõi Z được búp anh em ơi. Ở trên anh em có thể nhớ nhá là Z được búp đam rồi. Ở dưới đây hai lõi Z đều được búp thì một lobby ba nhà Z, ba nhà Yumi rồi xong, hai nhà hiểm họa admin các kiểu nữa. Toàn phép. No Samira thì mình sẽ chơi con Samira. Tuy là nó yếu á, nhưng mà nó lên 3 sao thì nó mạnh. Aphelios, Lock and Lot. Cái lõi Aphel này nó giảm tận từ 10% xuống 5% anh em ơi. Cái lõi mà kiểu tăng đam cho cả team đúng không? 10% thành 5%. Zanna được búp. Nunu, lõi Nunu được búp. Hai lõi Nunu đều được búp. Cinderella, Power, Overlin, Bonus, Step, AB, cái gì đó. Cinderella được búp nhẹ một tí. Nhưng mà mình thấy con Cinderella vẫn là phế cơ. Mình thấy con Cinderella vẫn phế cơ anh em ơi. Hiểm họa tin tặc phế. Nè bom mọi tí anh làm cho em chọn em xem luôn. Để em xem ai mới là phế nhá. Ai mới là phế. Woodman này. Lõi này. Còn một ít thôi anh em ơi, còn một ít thay đổi lớn thôi. ANC, cái này là khi anh em lấy một cái ấn thì thay vì anh em được 2 tiền thì nó cho anh em 4 tiền. Thì sao? Nghĩa là sao? Nghĩa là người ta sẽ khuyến khích anh em lấy ấn nhiều hơn. Nó cho 2 đồng này là lừa đấy. 2 đồng này là lừa đấy, nghĩa là anh cho anh em lấy ấn để anh em được 4 tiền nhưng thật ra cái ấn phế thì anh em mất luôn trận đấu. Nhưng mà nó lại là đặt ra một cái là mọi người sẽ cùng nhau lấy ấn. Thì sẽ cùng nhau build ra những bài kinh khủng. 6 admin, 6 thần đồng các kiểu. Animal Squad. Ấn cái này là vương miện đúng không? Này là cái ấn nhằm tiện vương miện. Cái ấn siêu thú sẽ không cho nội xét nữa. Này mai cập nhật Minh Đức ơi. Ấn siêu thú không cho nội xét nữa mà cho một cái băng dép. Bitfan lõi lõi Bitfan là gì nhỉ? Ấy da. Bitfan nè. Bitfan là gì bớt ơi? Bớt ơi. Hay là cặp đôi hình cảnh đó. Không phải. Cặp đôi hình cảnh. Không phải. Chứ lẽ cái gì? À không, cái lõi sợ dữ hơi. Con quái. Dữ hơi. À đúng rồi, dữ hơi. Trời, ông này phải thầy tiếng Anh không vậy? Thì big friend, ai mà biết đâu, sao em biết được người ta dịch tiếng gì? Tôi mới là thầy tiếng Anh đó. Thấy không anh em? Thầy chứ chắc là hơn. Lõi riêng được búp này. Cybernetic. Hai lõi siêu công nghệ này đều được búp. Cái lõi mà một cái lõi mà lắp tăng dép, một cái lõi lắp tăng mana đều được búp. Cyber nha anh em lý nhá, những lõi siêu công nghệ nhá. Bitso. Ôi, Bitfan dữ hơi mà. Bitfan dữ hơi gì nữa? Giảm 12% còn 10% này. Tụ điện được búp như đầu game mình nói đấy, được búp nhưng mà thấy ít vẫn ít đấy.
thấy vẫn ít anh em ơi, cái tụ điện này vẫn ít á. Gas getting hết. Khúc này quan trọng này, anh em ráng đi, khúc này quan trọng này. Khúc này thay đổi con luôn luôn cái meta này. Ấn thần đồng. Từ không trái tim thần đồng từ vàng thành bạc. Và khi giờ anh em lấy ấn thần đồng á sẽ không cho anh em con Annie nữa. Mà cho anh em con Bobby. Nghĩ là người ta sẽ khuyến khích mình chơi thần đồng nhiều hơn đúng không? Từ vàng cho quốc xuống bạc. Mà bây giờ anh em sẽ có thêm ấn thần đồng ở móc vàng nữa, một cái lõi gọi là ấn thần đồng móc vàng luôn. Như hồi xưa có lõi ấn laser com đúng không? Ấn laser com là gì? Ấn quân cảnh thì nó xóa ấn quân cảnh, nó thêm cái ấn thần đồng. Và ấn thần đồng sẽ thay cái ấn quân cảnh đó và xóa luôn bệnh viện móc ấn quân cảnh đấy. Tan còn dưới này. Nói chung là mình thấy meta sau khuyến khích anh em đánh thần đồng nhiều hơn á. Nó thay đổi như này để khuyến khích mọi người đánh thần đồng nhiều hơn á. Thần đồng kiểu thần đồng nó dễ chơi á, dễ để anh em lên được 5 thần đồng hơn. Khu đồ hiệu thì thay vì cho 10 vàng cho 3 tiền thôi. Mài dao tăng nặng, mài dao khỏe. Lấy mài dao đầu game đép khỏe luôn. Trái tim quân cảnh từ bạc lên vàng. Ấn quân cảnh xóa. Lõi hiểm họa tiềm tàng. Từ mỗi con 75 máu đúng không? Thì còn mỗi con 60 máu. Hết rồi anh em ơi. Hết rồi. Như đó thôi. Đấy, hết rồi. Còn dưới đây là những thay đổi nhỏ về linh tinh thôi, không quan trọng, mình đọc rồi, không có gì quan trọng hết. Có cái lõi Sena. Có cái này. Có cái lõi Sena mà anh em đồng mình đứng cạnh được đem ấy á. Bây giờ nó sửa hình như là chỉ có con Sena mạnh nhất của anh em thôi mới được á, cho anh em không bỏ hai Sena được. Hồi xưa là bỏ hai Sena được. Con này thay đổi về mobile, buff về fit các kiểu. Đấy. Thảm họa cấp thần nhằm tự hiểm họa tiềm tàng. Thảm họa cấp thần đấy. Gì đấy, hết rồi anh em ơi. Hết rồi. Meta mới thì anh em cứ phép mà chơi nhé, anh em tập chơi phép dần đi. Mai mà còn trải nghiệm. Mai là tầm 6 giờ sáng, 5-6 giờ sáng là chơi được rồi. Anh em ngủ giấc dậy đến răng ăn uống các kiểu. Xong rồi vào mà phát điểm ha. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi hết video. Anh em đừng quên để lại một like, một follow, một subscribe kênh để giúp mình có thêm động lực phát triển kênh và ra thêm nhiều video hay hơn về TFT nữa anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.